Đâu để xem à. Đây rồi. Vậy là Party Animal đã ra bản chính thức. Wow, cái gì đây? Ui. Ui. Được 16 cái hộp quà lận. Ô, cái này là ai cũng có à? Figanimo bắt kiểu. Ui, ba quà gì đây? Wow. Con mèo Doraemon này trông hay thế. Ôi trông như Doraemon ấy nhở. Ăn lốc luôn. Không có nhiều. Bỏ vào giỏ, mua. Để qua thử xem cái gacha thế nào. Gacha đâu ấy nhở. Item shop này. Đây rồi, Surprise X 1200 mà. Thử gái đi xem nào. Ủa lâu thế. Trời ơi, ôi ôi trời ơi. Bạn trứng trắng là sao? Ui có trứng tím, hai trứng tím. Em. Ui. Pilot phi công. Ui. Anh chip đội quả chuối lên đầu. Đáng thử cái này đi. 44 đô là bao nhiêu tiền nhỉ? Ui 1 triệu à. Tôi nghĩ là đáng đầu tư đấy. Nào, ta quả trứng màu vàng đi. Không, nó toàn màu trắng vậy, trời ơi. Kiếm quả là màu vàng. Ui, nhưng con này đẹp này, con này cũng ok này. Ôi trời ơi, hai lần skin này rồi. Đu. Ui, bạch hổ này. Em lừa rồi anh em ơi. Đều có quả nào màu vàng. Trời ơi. Con mẹ lừa rồi. Ui, sao lần trước tôi thấy ui, ba cái skin này. Còn mẹ, ui con gấu cute này. À, hay là mình phải pick nhờ, mình phải pick nó mới dễ ra nhờ. Lần trước tôi thấy anh Quang mở một quả mẹ ra luôn ạ. Thế pick thử con chó samurai đi. Con chó này điên này. À đây con chó này yêu này. Con chó samurai đi, thử xem nào. Mã lần này mà không ra nữa thôi đấy. Mẹ thề. Ui đập mẹ cái máy gacha luôn. Ui dồi. Trời đủ. Cá sấu cao lãnh thì phải nó ám tôi nãy giờ. Trời ơi một quả vàng thôi please. Vàng. Khi nào chơi alo giúp nhá. Trời. Ok ok. Ui đây có skin con này các bạn ơi. Mafia. Ui đúng cái skin tôi thích luôn. Đĩa phải thay skin con này. Ui hai skin của con này lận. Hai con dài cá lận. Ủa con này đẹp này. Cho con này trông đẹp này. Con này đẹp này. Mở một thôi anh á. Hay là mở nhiều quá nó không ra nhỉ. Mở một cái thì gì ta mà. Ui đéo em ạ. Nó vẫn thế. Nó vẫn thế. Thề. Mở thử hai lần một nữa đi. Không còn 1200 bấm nốt quả này. Game hút máu, game hút máu. Ôi, nó đéo cho cái coin này rồi. Cái mẹ nó cho nạp bằng tờ. Cái mẹ em nốt lần nữa thôi nào. Xong rồi lấy 10 cái. Ui. Ui. Thử cái 10 này nữa xem nào. Trông hay này. Ôi, 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 con khỉ đột này trông đáng yêu thế.
Drake is a chip blitz to anyone. Yeah. Yeah boy. Ui, thì ra là mình phải chọn các bạn ạ. Thề. Không chọn chỉ có lỗ thôi. Con này đẹp này. Con này chắc nhiều người chơi rồi. Đây lấy con này đi. Ăn đây con tuần lộc đi. Chắc để số ếch như này nó dễ hơn. Chắc để số ếch này thì dễ ra vàng hơn thì phải. Ui đây rồi. Yeah. Wow. Đây rồi. Ui chó này yêu này. Đây rồi, lại có số ếch. Lại số ếch. Con nào bây giờ nhờ? Cờ Nai Luffy à? Đây con này đi, con Viking này đi. Viking mắc đi. Sớm luôn ạ, à. Kéo lại ra luôn đi chứ. Đùa. Đang vào cầu, đang vào cầu nè. Mẹ của một vàng nó toàn ra cuối cùng thôi. Ôi trời, ôi trời. Mẹ đéo giận ra nốt. Ui. Ôi nằm 2 triệu nha các bạn nhá. 2 triệu thôi đấy, anh em chốt là 2 triệu thôi đấy. Chốt là 2 triệu thôi. Ui. Em chết rồi, đen rồi các bạn ơi. Từ mồi tí. Con này có rồi này. Em vừa đến mở. Vừa mồi rồi, tôi mồi rồi. Mồi rồi anh em ơi. Ui. Bây giờ còn đúng 9 quả này. Bây giờ mở được 9 quả thôi chứ không được 10 quả đâu. Ồ xanh. Ồ. Mẹ màu trắng ạ. Ôi. Và màu tím luôn này. Màu tím luôn này. Ui. Phải thể, tôi thấy cái trò này đéo công bằng tí nào cả. Ví dụ như là những cái skin mình mở ra rồi thì thôi. Đấy, người ta không nên cho skin đấy lại một lần nữa để làm gì cả. Thì thế mới cuốn hút được người chơi chứ. Đúng không? Như kiểu là cờ ấy. À, như kiểu trong liên minh ấy. Đấy, kiểu như trong liên minh ấy. Ồ, cứ làm ra bộ skin mới đẹp là được. Đấy chứ ai mẹ chơi mở gacha xong lại còn mở ra mẹ skin mở ra rồi thì bịp má à bìu. À thế. Thế trong lúc đợi không? Trong lúc đợi thì làm nốt luôn. Làm nốt luôn các bạn ơi, nốt lần này thôi. Nốt lần này, hứa. Lần cuối cùng. Lần cuối cùng nhá các bạn nhá. Lần cuối cùng quá tam ba bận. Trời. Anh lại lún sâu như urban rồi. Minh cây Châu cây cảm ơn cây em. Có skin đường tăng tặng này. Ủa skin đấy là cũng nhiều vàng phết đấy. Đùa. Ơ kìa. Mẹ bảo thích cái ra skin này liên tục luôn ạ. Ê, skin này có vẻ hơi khó ra nhờ. Mình có nên đổi con không nhờ? Ê, có mỗi 3 quả trứng vàng nữa thôi này. Hay là nó để đấy để lừa tôi ta? À, đây rồi! Đây rồi! Yes! Wow! Mẹ con đấy mình có rồi hay sao mà nhờ? Sao mình chọn con này nó lại được con này nhờ? Lệch red á, lệch red là sao? Ui, có hiểm à, ngon. Ui thế phải mở tiếp các bạn ơi. Nếu mở nó lại phí chứ. Con này sắp mở ra rồi.
chờ. À, nó ui Levi này cũng đẹp này. Còn một lần nữa. À, lần này phải ra vàng, Trời ơi. Ê. Ừ, để tôi xem nick tôi bao nhiêu. Ui 1100. À vừa đủ luôn này. Tờ. Vừa đủ một lần nữa luôn này. Tạm nốt đi. Nốt lần cuối nha các bạn nhé. Nốt lần cuối. À mềm thôi. Vàng. Trời. Mẹ nó bị lừa rồi. Anh em ơi. Mẹ nó bị lừa rồi. Trời ơi. Đéo có quả vàng nào ạ. Mẹ ơi. Mẹ thế đó. Thế nó lên như này là như nào nhở? À nghĩa là tối đa nó sẽ ra hai con khác chứ gì. Rồi tôi hiểu. Nó có thể ra hai con màu vàng khác. Trời ơi. Đéo phải màu vàng ạ. Ui tôi có skin ui. Đường tăng đúng không? Đấy có phải đường tăng không? À ra một quả vàng nữa là nhận được con này đúng không? Ui. Thế thì là đây rồi. Đây rồi. Yes. Let's go. Mỗi hai con không mở nốt nhở. 4 triệu đấy chứ. Nhưng mà quay cái trứng cái 1 triệu một con là rõ à. Thế bây giờ còn hạ đúng hai con thôi. Bây giờ tôi bảo nhá, nạp đúng thử 2 triệu để tôi có gì tôi là người check rate cho anh em luôn, xem nó có đúng là 2 triệu à 1 triệu một con không. Đấy bây giờ tôi nạp đúng 2 triệu thôi. Đúng 2 triệu thôi là để xem có đúng không. Các bạn đợi tôi một tí. Tôi test thử cái này để cho anh em đỡ bị lừa. Không các bạn ơi, các bạn đừng cản tôi. Trời ơi. Các bạn đừng cản tôi. Tôi muốn thử test đấy chứ. Ê thế là mua một con mèo ngoài này đã. Đúng không? Em phải mua một con mèo bên ngoài đã. Hello anh. Cảm ơn hội nhá, cảm ơn em nhiều, cảm ơn hội. Wow! Meo meo. Từ từ đã, để xem đổi đúng chưa nào. Ui, xong rồi bây giờ đổi mở con này xong rồi ra tự nhiên một con này đấy, xong rồi lại ra thêm một con này nữa là đẹp. Đẹp dai luôn. Oh baby luôn. Đâu nào, một quả vàng. Ôi nhà có skin cú này, skin con cú hiếm này. Ui. Đéo quả vàng nào. Mẹ vừa bảo hiếm xong ra hai con lợn. Có donate kìa. Nhìn cách anh này tiêu tiền mà thèm. Ôi muốn mọc sườn nhá, cảm ơn em. Trời ơi. Ra là cái này là tôi nạp tiền vào, thứ nhất là tôi vừa chơi sự kiện cả vừa cho các bạn xem là chủ yếu.
Đấy, nói chung nó cũng tính vào giữa công việc bán, nhưng mà như vừa ra quả vang thì phải. Yes. Đấy rồi. Ui. Địt bạn thề vừa hết 1 triệu xong các bạn ạ, hình như là 1 triệu một con thật hay sao ấy. Hình như 1 triệu một con thật hay sao ấy. Bro. Đây còn đúng một con thôi, còn đúng một con thôi. À, có thể là mình chơi không hay, nhưng mà skin mình phải đẹp. Đấy mà nếu mà skin mình đã đẹp rồi mình lại còn chơi hay nữa thì thôi. Lại bảo các em không mê đi. Nốt con này ra là tôi đủ bộ rồi. Trời. Hẹn con cuối nó mà đéo ta, nó phải quay hết cái cây này. Cười. Cảm ơn hội nhá, cảm ơn em nhiều, cảm ơn hội. Vàng, trời ơi. Mẹ các bạn tin là khi mà tôi mở hết cả số đống đô này là được cái con đấy không? Địt bạn là nó vừa tròn 1 triệu luôn đấy. Ê. Tôi mà vừa mở hết đống đô này này. Nó có quả trứng vàng nào. Toàn trứng thối à. Uầy, chuẩn bị ra con cuối này. Đây còn con cuối nữa thôi. Trời ơi, nó đéo ra. Đi xe. Má nó. Để từ biết đâu nó ra bằng hai quả cuối thì sao nhỉ? Oh, màu trắng. Nào 6.000 nó có bị hơi quá không nhỉ? Đấy. 1.6 triệu này, mạnh nốt lần này nhỉ. Ba nghìn à? Thôi đằng nào nó trả ra skin mới, đằng nào nó trả ra skin mới nữa, cứ để đấy. Nốt các bạn ơi, lần cuối cùng thề, lần cuối cùng, lần này phải ra trứng vàng. Đấy rồi. Anh bồ cọc quá anh ơi, mặt cười. Má nó chứ thề. Trời ơi, thế là mở hết ta rồi à? Ơ. Mẹ thế là phá đảo game à? Uầy, con này hơn một củ á. Ừ, cái con cuối hơn một củ thật. Mẹ ở đâu xem lại skin gái mà. Này, này mua luôn nhỉ, 5.9 đô thì tạm không. Trông mẹ rau dưa lắm, đéo mua đâu. À, có donate kìa. Mai nó ra thêm 17 con nữa. Và ai cả liền. Thật là anh Quang, thông tin ở đâu vậy anh Quang? Ở đây rồi. Ủa con mèo này, cái sừng đỏ đỏ này trông đẹp nhờ, hiệu ứng trông đẹp này. Ủa. Rồi, tôi sẽ lắp hết mẹ skin huyền thoại vào. À, chính ra là tôi, ôi kéo mẹ tôi đủ tiền mẹ tôi mua mấy cái skin kia là cũng thành full skill rồi chứ. Đùa. Con này là cái này đẹp nhất rồi. Ngồi lên cấp nữa. Đây con này đi. Ê con vịt trong cute này. Ui. Ôi con vịt trong hay này. Uầy, anh Tú hôm trước cũng bị dán ở đây này. Ê. Cái này hay, cái này đáng yêu này. Ê, con thỏ. Ây da, con thỏ skin đẹp thế. Uầy. Ừ, skin này lính đúng không? Lính thôi, chứ không phải là... chứ không phải là tướng quân như ở mấy con kia. Level up à? Level mấy đây? Uầy. Level 100 mới mở được con này. Mẹ tôi mới có level 8.
Đây rồi, con unicorn tôi có skin rồi. Woo! Uầy. Đây có phải là đường tăng không nhở? Đúng không? À, đây là skin con ngựa ở trong ấy. Con ngựa ở trong Tây Du Ký, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bạch mã, bạch mã. Ôi con vịt này, ui con vịt này trông giống anh Quang đấy nhở. Ê lại còn đeo quả kính của tôi nữa. Ui mẹ như hai anh em luôn. Không nói điêu, bạn nhìn này. Như hai anh em luôn. Bạn tí nữa chơi skin này tôi sẽ đeo kính. Cái này có chơi răng gì không nhở? Đéo biết đâu, để tao, ui đi bạn tao. Tao mở gần full skin con mẹ thôi. Mày làm bao nhiêu tiền? Ừ mà 7 6 triệu sao ấy, 6-7 triệu rồi. Anh cà lồn. Mà em mà 6 triệu à. 1 triệu một con. Đấy cứ tính dư giả ra thế. Cứ 1 triệu là nó mới ra được một con. Cực. Theo những gì tao cảm nhận nó là như thế. Nhìn full legendary chưa á, để tôi kiểm tra lại một lần nữa nhá. Chị ơi, à, tôi cuốn rồi bạn ạ. Trời ơi, ngon giống như là con mèo hoàng thượng. Chị à, nhiệm vụ đúng không? Nghe nhiệm vụ xong đúng không? Mình nạp tiền đúng không? Đâu nhỉ con rơi đâu nhỉ? Không có con rơi. Phải nạp bắt tiền anh đi mò. Nạp tiền nhiệm vụ cho. Cái gì hả chị? Đứa nào nạp tiền rồi? Thằng nhiệm nạp 7 triệu rồi chị ơi. Em nạp rồi. Em nạp rồi chị ơi. 7 triệu. Bấm. Ai lùm em, mày đi hết rồi. Em mà nãy giờ sương sương là 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu rồi đấy. 4 triệu, 4 triệu chứ mi nạp 1 triệu kia nữa là 5 triệu rồi. Để chị mình vô làm. Đó, phải lên cấp anh rồi. Đẹp lắm, đẹp lắm chị ơi. Ôi, có skin là tăng nam nha. Mà nhá, em nói chị Aker nè, cái game này nó giống như là CSGO vậy đó, những skin đẹp thì có thể trader. Những skin hello, bây giờ game nó mới ra, sau này skin đó là limited, lên giá giống như là cái nem, cái gọi là cái không? Cái sticker của iBow Power á. Chị biết không, skin kiểu bây giờ mà, bây giờ nhá, bây giờ mình mở ra cái skin này rồi, xong rồi sang mùa sau không mơ cho mở ra những cái skin này nữa. Đấy, thế cho nên là cái skin này nó mới bắt đầu nó hiếm. Đúng rồi, thôi càng ngày là càng ngày là thời gian càng trôi đi mà những cái skin càng hiếm càng cũ ấy thì nó sẽ càng đắt lên. Dạ đúng. Đấy, nó là như thế chứ ạ. Bây giờ chơi kèo hai đội trưởng bô, đội trưởng nhím. Đúng rồi, solo mà. Đi mới làm. Hai đội trưởng tự quyết kèo với nhau đi. Solo thua ăn cướp. Ok, team nào thua ăn cướp. Không, đây là solo mà. Solo nhưng mà ai mà không được, ai mà không được một cái cúp nào người đó ăn cướp. Chứ có được một cái cúp. Ủa cái này solo á chứ không phải lấy à? Ít nhất phải được nha, ít nhất phải được một cái nha. Ok ok. Ủa? Ok ok. Sao? Việt Nam DJ chiến. Mạng con này trông chiến vãi cả lìn này. Ê, hình như tôi có skin con mèo này mà. Sao? Nhận mạnh em là tôi vì nó có khỉ đi phâu, đéo cần. Chị phải cài cài vào chị ạ. Phải cài cái sao chị ạ? Ở ngoài trước hả? Đúng rồi chị. Con này ra mở phòng ra anh em. Con mèo sâu kêu lắm skin thế. Ai à, chị có skin này. Bố mạnh có, bố mạnh có. Bùi cá là Thành có này. Em chơi con này, em chơi con này. Thằng Nhiễm đã có con này. Anh mới nói gì vậy? Con coi. Mày nói lại xem nào. Thì bây giờ dái cá với bùi cá thì giống nhau mà đúng không? Tao. Điệp mà Nhiễm đâu có. À bố mới để skin khác rồi. Bố mới có. Điệp mà Nhiễm đâu có. Bố mới có 6 skin mà. Đây mày có con này không? Mày có con này không? Ôi giời ơi. Ôi tự vào mẹ rồi. Có luôn, con trâu. Mẹ à, mẹ con trâu à, con linh dương và con trâu à đi. Ui, đực mọi con này đấm lực vãi lên. Ok, dậy đây, dậy đây. Con lửa đây, con lửa đây, con lửa đây, con lửa đây. Con mẹ. Nhờn, đánh chết cả rồi đây, đánh đi, đánh đi. Đúng rồi, đấm cho nó đi. Con mẹ. Con mẹ à mày. Nhờn, mày bế ai, mày bế ai. Nhìn bố mày, mày bế ai, mày bế ai. Mày nữa. 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 Mày ôi mày, ôi
Ta đây nó bị hóa này. Con mẹ à mày làm sao? Mày như nào? Con mẹ mày làm sao? Ok ạ. Anh khoai. Mày. Đâu? Cháy quá trời ơi thế. Ai cả Lin à? Trợ Lin tỉnh đi, trợ Lin. Trợ Lin tim màu ấy. Em này chơi solo mà. Ok ạ. Solo. Đóng băng chết luôn. Ôi trời ơi. Mà thế mà lúc nãy mình cứ tưởng team up. Ok. Làm sao? Đéo nhìn thấy cái gì cả. I win. À. Bình Nguyễn win. Bình Nguyễn nó biết chơi, kick nó đi. Stop lỗi. Làm rồi. Anh Khôi này vừa ném em mà. Thôi 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 thôi. Đi luôn. Đi bơi. Đi luôn. Mẹ mày này. Đi luôn. Mày sao tao cầm cái này nó. Trời ơi. Đừng đốt. No no no. Sao không cầm được? Mày. Mẹ con răng đây. Mẹ điên lên rồi. Con mẹ. Từ quái hay là từ quái là được. Anh Khôi. Charlie, Charlie từ từ. Charlie. Tối lần qua, trời ơi, đi đâu đi ngoài kia, đóng băng là chết à. Chạy đây, chạy đây. Giờ mới biết, Ở gần lửa. Thôi ơi, cứu bé. Anh nhảy ra đây làm gì đi? Con mẹ không? Thằng Phi Nguyễn này. Đừng chết, tinh thần người lính đâu? Mẹ à? Con mẹ, con mẹ. Ủa sao bây giờ cái con cá này có 2 đô nhỉ? Giờ nhàn à? Ai à? Đây rồi, đây rồi. Bên kia chết rồi, bên kia chết rồi, bên kia chết rồi. Lửa. Lửa tắt rồi. Hay quá Nhiêm ơi. Mẹ sao đuổi mãi đéo được nhỉ? Con mẹ sao lửa hết lửa đi mọi. À còn cái này khác à? À có mồm. Thì con mẹ đạt thôi, cái mày kéo tao chết chúng mày đạt. Đạt. Ê luôn nó đạt thôi. Phi Nguyễn cái này kinh kinh ấy. Cho có mồm đi. Rồi xong. Xong anh nhím. Mày. Cái là thằng mày này. Đúng rồi, Phi Nguyễn. Phi Nguyễn của anh. Đúng rồi. Đạt đi Phi Nguyễn, đạt đi. Con mẹ em chạy đâu? Con mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Áo đi ra. Mày bạn. Để anh cứu em Ali. À Ali. Em cút rồi. Để tao đó, thằng lộ bị huyết. Thằng bị. Bị ai cháy. 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 Thằng ngu mập. Cháy được không? Ai à? Ai à? Đầu em bốc lửa rồi. Ai à? Mẹ em bị ghê luôn. Ê à, nó có bốn người anh ơi. Bi Nguyễn đâu. Bi lồn. Ai da. Cho đóng băng. Đéo được. Ai da. Mẹ Nam Dừa này lén lút làm đéo cho em. Bi ơi. Mẹ Nam Dừa. Ai đó, Nghiêm ơi. Mình không phải Nghiêm ơi. Ai da. Ê, quạc. Em chưa ra từ đâu anh. Nó bỏ ra, Đừng bắt chết Bi Nguyễn chết em. Chết là Bi Nguyễn chết. Có không game mà không chết một bên game. Đây là Bi Nguyễn này, mày ném ai đây. Con má eo mày đấm. Chơi bố mày trừ lương. Mẹ mày đấm bố mày, bố mày trừ lương mày. Bố mày trừ lương mày. Chơi bị quỷ. Ai
Đánh chết con mẹ. Hội đồng này. Mẹ. Địt phải mà đánh tao rồi anh luôn. Ảo cơ đi. Con kể tờ mấy bón đi Nhím ơi. Ây da. Địt phải bảo. Trời. Nguyễn này. Cho nó bao đây, Này là nó bị Nguyễn à. Nhím ơi. Bị Nguyễn này à. Tình Nguyễn đã dẻo quá nhờ. Thầy biết chơi quá, Mày, ây da. Pi chuẩn bị cho bảy. Trời ơi, đừng ném cá nữa. Thôi xong rồi, xong rồi. Ôi đốt. Ném bằng bị quỷ, đi có mét vào chuối. Trời ơi. Gần một lửa đây. Kích nó đi, Hên bãi lìn là kìa, đéo hiểu sao. Bấy thì mình hết cước à. Đéo hiểu sao mình đấm đá trước luôn kìa. Cái này lúc đầu đang hơn. Đấm cho Quy Quyết, đấm chết mẹ. Đấm chết con mẹ, nó chết gàng kìa, đấm tao dưới này, đéo gì nó trên kia. Tao đi mẹ này. Nặng hơn. Hên rồi. View profile. Này nó chả mớt rồi. Cái gì đây? Mày bay, đánh nhau trên máy bay. Ui dồi ôi. Má tủ, sơn Bi Nguyễn trước. Đánh nhau ra, chơi nó trước nha. Chơi không bỏ hông. Anh em mình nói thật là hòa bình nha. Má, mình cũng cả. Cái đầu gì đấy? Ây da, tao bắt được nó rồi. Em bà, Đạt. Ôi đạt đéo có thả đồ luôn. Đây, chạy quan bách này, cho anh đánh thật này. Ơi, tao bảo tao phải bật đi mà. Mấy thằng đạt này đây luôn. Mày. Lột bô. Ali. Anh để anh bê nó xuống. Thằng Nhím này. Hết rồi. Mày đi rồi. Đẹp cỏ.
Mày mẹ mày đấm tao. Mày định hạ tao. Mày ăn bồ. Mày đánh tao. Mày ăn bồ. Đây đây ăn lộp đây, lộp đây. Lộp đây. Ăn lộp đây có vũ khí chơi lộp này chứ. Ăn nhiễm. Chơi nhiễm chứ. Ăn nhiễm. Chết chết. Đi con mẹ chân kìa. Ăn bồ. Sao ôi thằng bồ ăn cứ đi trong bồ ăn cứ đi. Ai ai ai. Ôi ạ. Thằng bồ này. Ôi 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 ôi. Ok, vẫn xong kìa. Nó biến thành này nó bên kia đặt ơi, đúng rồi, hai. Hai. Ok, đến coi. Ai chưa? Mày đạt ơi, mày phải chạy tiếp. Mẹ quá, đạt đứng yên là ăn rồi. Mẹ sao chưa thắng trận nào nhở? Mẹ sai, sai kịch bản quá. À lê. Mày à đi. Coi coi. Không sao, mày tới rồi. Mày. Ôi mẹ, cái map này. Thằng Bi đánh thằng Bi đi. Thằng Bi đánh thằng Bi. À đừng đem ơi. Ừ nhá, đây rồi, chỗ này đông ngoài, chỗ này đông ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thôi, bom. À, không tham được, không tham được, cái trò này là nó phải sinh tồn. Nó phải sinh tồn các bạn ạ, không phải là đánh nhau đâu. Là tôi sẽ sinh tồn. Chiến thuật khác, đổi chiến thuật, đổi chiến thuật, đổi chiến thuật. Tăng đạp. Map này chắc là phải ném vỏ chuối. Tăng đạp. Tôi chết rồi, tự bắn một người mình thôi. Tăng đạp. Ôi đau, đít. Đít vào bố, vào xoay là bằng đít. Đít vào đạp. Tăng đạp rồi. Tăng đạp rồi. Tao bắn mình mà vậy. Có đại rồi. Tao bắn vào người mình mà. Phải phải sinh tồn, phải sinh tồn, đổi chiến thuật. À, đổi chiến thuật. Mày em sinh tồn đến cặp. Chúng mày sợ tao chưa? À. Mày à, xuống dưới đây. Chiến thuật của tôi là né giao tranh. À, né giao tranh. Né giao tranh. Được rồi, được rồi. Nam rồi, lên mình này. Quá nó chân nhỉ? Mày. Ok, chị A lên. Chị A lên. Anh coi kìa. Mày. Hòa Bình mày sợ chưa? Mày sợ tao chưa? Sợ tao chưa? Hòa Bình nhím ơi. Hòa Bình nhím ơi. Hòa Bình nhím ơi. Hòa Bình à, Hòa Bình à. Rồi bên kia đang đánh nhau rồi, bên kia đang đánh nhau rồi. Ê, báo đi chứ. Hòa Bình nhím ơi, nhím ơi anh thôi. À, còn anh thằng nhím chưa à? Mày. Ôi kìa, xong rồi. Bạn nó có cái vo đéo nhanh thế. Trời. Thế trò nhanh. Thế trò nhanh. Thế trò nhanh. Đúng đầu anh em ơi. Ai ai không có cấp của nó ăn trước nhau. Ali cho Ali. Cho Ali ăn cướp rồi. Ai khôn đâu ơi. Ai khôn. Ali ăn cái gì hay. Ồ đẹp ơi. Ăn thế với cái bèo. Mẹ quả phi công với Ali là thế. Mẹ luôn là ai ăn. Ok. Sao luôn. Quả phi công ngoài đáy à thề. Mẹ mày. Đánh từ bô trước, đánh từ bô trước, nó hai cúp rồi. Nào đi ra để em ném nó. Đấy. À, Ali, muốn ăn cướp được, muốn cướp được. Mày nhắm ai đạt. Tao ăn cướp này. Vip bà rồi. Em ăn rồi. Đơ. Ui, mày quá để lại được. Mày điên là bố mày có một trận rồi, đừng đánh bố. Thịt con mẹ em thề, tí kích ở ngày ra nhá. Tí kích của ta. Đừng em ơi. Tí kích của ta đéo đâu chơi nữa. Để ơi, còn ai cái đác. Thịt mẹ mày. Đấy, nó vẫn rơi bố em ơi, đánh nó. Đánh chết mẹ đấy. Ôi, thả bom chuẩn. Tôi cức là mày không tốt từ đi tao. Nhím ơi, đừng để tôi cức. Mày à mày. Mày à. Đạt non quá. Ê cho Bình Nguyễn cất kìa. Bình Nguyễn chưa thắng. Biết nó. Đô Đạt. Bình tĩnh. Đạt. Có mai mà Đạt. Đi ơi chè đi. Đạt. Hay. Tao chết mày cũng phải chết. Tao chết mày cũng phải chết Đạt ơi. Một rồi. Ăn cất rồi. Đạt ơi. Đạt ơi. Ôi mẹ! Anh Khôi ơi! Cái súng nó bắn trời ơi! Tay ổ! Ờ, tao giật điện thế đấy chúng mày!
Né này. Thế nhìn mày. Em mặc chơi nè. Anh ơi, thằng này hai bạch. Ờ, thằng nào, thằng nào? Thằng này, thằng này. Để lên quay nó, lên quay nó em ơi. Quay nó anh ơi, mẹ nó bắn chưa? Ê, nó bắn lên. Con mẹ. Con mẹ. Đúng rồi, cách gì? Anh gọi. Em đi. Quên lên coi. Em. Ấy à. Đây rồi. Ôi. Quanh nhà chuối, quanh nhà chuối. Đây rồi. Thằng nào ném cái vỏ chuối ra đây. Để tôi thay vạch, thử kiếm hai vạch, thử hai vạch, thử kiếm hai vạch. Kẻ quăng nhím giúp. Chia ly chú lúc nào ấy. Chạy đội, chạy đội, cho anh nguy hiểm quá. Đừng, 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 đừng. Đừng. Mày đi làm clip, mày đi làm clip đi, ok không? Mày đi luôn cả đôi đi. Đạt ơi, đi ra cơ rồi. Đạt ơi, thằng Khoa, thằng Khoa kìa, con thằng Khoa kìa, thằng Khoa 2-2 trận kìa anh em ơi. Thằng Khoa 2 trận, thằng Khoa 2 trận. Ai! Mày ở Đạt. À, con chó Đạt, cay rồi. Có Quảng Minh kìa. Ủa thằng Đạt thì chưa cũng gần hai trận đến tao chứ. Ôi 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 chạy chạy chạy. Đi ra con sống chưa. Ủa thằng Đạt hai trận này nguy hiểm thật. Úp thằng Đạt cho em trả thù. Úp thằng Đạt cho em. Đạt ơi thằng Bô kìa. Dạ chị Ali ơi chị đừng đừng đừng. Ali. Anh em phải đứng em hòa bình. Ủa nó cứ đạp. Ủa nó cứ đạp. Đúng 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 đúng. À Quang à. Pi ơi. Pi. Mẹ Pi mày đánh tao. Thôi coi anh em hòa bình thôi. Mình đem đá dấu tay thôi. Mình đá dấu tay thôi. Anh em bê nó xuống đát rồi. Thôi cũng đá chứ. Đá. Đánh nhau. Đánh nhau. Cứ vậy. Đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Đừng. Lần của ai đi. Đừng. Địt ma đá. Lộn nè. Trời với chúng tôi này. Hay Đạt ơi, ném nó xuống Đạt ơi, đúng rồi, Đạt. Đạt ơi, cứu mày này. Chết rồi cả. Ô, thằng ơi chết. Thằng này phát. Let's go. Được chưa? À, hai người cướp được mọi người. Được chưa các bạn? Đấy, tôi đứng trên này thôi. Không cần phải trai, không cần phải trai. Đứng trên này thôi, tự nhìn thấy mặt. Không sao. Đấy, đứng trong này đi. Bố mày cướp cái lô. Ai sợ. Đi bộ vuốt dâu thôi. Bố mày cướp.